Bình quân mỗi năm cả nước chi trợ cấp thất nghiệp khoảng 10.000 tỷ đồng. Xu hướng số tiền chi cho trợ cấp thất nghiệp năm sau sẽ cao hơn năm trước vì số người tham gia tăng và mức đóng hưởng tăng. Đây là thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong giai đoạn 2015-2023. Cũng trong giai đoạn này, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng qua các năm. Bình quân mỗi năm có hơn 800.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp.